Anh Quái xin kính chào toàn thể cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Quái La Lin. Các bác ơi, ngày nay thì em Quái là đang có mặt tại một buổi đà ma của bà con người đồng bằng Hơ-mông. Ngày nay thì mấy chị em chúng em là có đi cùng nhau, em Quái, Mai và Đào. Nay thì quay về trở lại với cái đà ma ngày hôm trước thì bên kênh em Đào là cũng có chia sẻ rồi. Và ngày nay thì mấy chị em tiếp tục là đi vào trong này. Và ngày nay thì em có đi cùng với lại team em Đào đi vào đây thì cũng xin phép là được chia sẻ lại về đà ma và cũng như là phong tục của mọi người ở bên này, xem là có gì khác với lại bên của chỗ em có hay không. Hiện tại thì bây giờ chúng em đang đến đây là cũng đúng lúc là mọi người đang ăn cơm. Đây là một người mẹ trẻ mới có 20 tuổi thôi, nhưng mà đã phải rời xa khỏi cái thời gian này rồi. Đây là cơm mọi người đang ăn, thì ở đây là mọi người cắt cái cỏ danh này ra để kê lên để làm mâm. Nên mấy ngày nay thì trời mưa là cũng khá là nhanh nhá. Không, chúng em không đói đâu ạ. Làm bắp mềm mét xong rồi đi. Chúng em không đói đâu, mọi người cứ ăn đi. Làm bắp mềm mét xong thì đi thôi. Anh mang con gà này đi để làm gì ạ? Con gà này, con gà... Không biết nói nhỉ? Con gà này, con gà vụt trống. Trước khi cái trống về thì mày phải lấy con gà này để vụt trống. Thế vậy là đã đem đi chôn chưa anh? Chưa. Thế ở bên này em có nghe nói là mình có cái phong tục là phơi xác ấy, thì mình có phơi không anh? Nếu mà tùy gia đình. Thế vậy gia đình ngày nay mình có làm như vậy không anh? Dạ không ạ. Gia đình tùy từ dòng họ. Có dòng họ nó đi thẳng luôn, có dòng họ thì mới phải phơi xác. Thế dòng họ này phía bên trong. Ngày cuối cùng rồi. Và ngày nay thì sẽ đem đi chôn. Còn đây là chủ nhà, đây là chồng của bạn ấy. Mải trắng để đắp lên trên thi thể đúng không? Đây là nồi thằng cố bò ạ. Cố bò. Có mổ. Khi mà mất thì gia đình là có mổ bò. Đây thì ăn uống là cũng đều là ở bên ngoài hết, còn bên trong là để mà làm lễ. Ngày nay thì thời tiết rất là lạnh và gió rất là to. Ôi Đào ơi, chị hỏi thế, nếu như mà trong vòng một cái đám như này mà có nhà thịt đến tận 5 con bò thì làm sao mà ăn hết được? Ý là những cái này thì phải hỏi Mai sẽ giải thích. Mổ hết và sau đó là vẫn cứ để đấy, và sau khi kết thúc cái phần đám ma này thì mới bắt đầu chia cho anh em. Chia cho mọi người về á. Nhà mình con nuôi được mấy con bò ấy thì xong một cái đám là cũng hết rồi. Vậy là hết tài sản luôn à? Đúng là người ta bảo là đám ma xong là nghèo đi luôn. Đám ma xong là nghèo đi. Như Mai ấy cũng hay bảo là người mất ấy, thì chọn con bò nào thì mình sẽ phải mổ con bò đấy. Nếu không thì con bò cũng tự mất, là như thế thì là phải gọi là hơi... Em cũng không tin lắm nhưng mà em cũng mất. Tôm dưa và một bát thịt bò rất là nhiều người ăn. Nếu như các bác cũng bảo là sao trên này bà con ăn không dùng đũa thì bà con mèn mén này nó vẫn là bột nhỉ, nhưng không có gắp được nhỉ, không thể gắp bằng đũa nên là hầu như là bà con người dân tộc Mông trên này là đều ăn bằng thìa hết thôi. Ai đến cũng đeo ủng hết, do là trời mưa cũng như là cái khu vực này là cũng rất là bẩn, phải nói là như vậy, ướt át và không khô được. Cái này là căng vạt nữa nên là rất là khó khô. Mai ơi, chị hỏi tí, thế là hôm nọ là nhà là chưa có tìm được cái áo quan thì tí nếu mà đem đi chôn cất đi. Quan thì nghĩ là cứ như vậy à?
Cứ để như vậy luôn hả Mai? À, quan em nghĩ là bây giờ là đang ở ngoài chỗ chôn rồi chị ạ. Khói ạ. Sao lại để ngoài chỗ chôn? Đây người ta là theo như phong tục của người Mông thì đây là họ đi ngựa, thì là bây giờ là họ không được để vào trong quan. Mà một lúc nữa sau khi đem ra phơi nắng, cái lúc mà phơi nắng xong và họ đem đi chôn thì lúc đấy là người ta mới để vào trong quan. À, ý là cứ để không như vậy hả? Còn như vậy đấy là kiểu là không đi ngựa, còn như đi ngựa là bỏ vào trong quan từ lúc đầu luôn. Đi ngựa là bỏ từ trong quan từ lúc đầu, còn cái này là không đi ngựa. Vâng, cái này không đi ngựa. Cái này là đi ngựa đấy, cái này là đi ngựa, còn cái không đi ngựa là cái đi hòm đấy ạ. À, đi hòm là không. Đấy, là như thế. Chị hỏi là hình như là hộ này là không phơi đúng không? Phơi. Phơi à, có phơi à? Phơi. Ý là bỏ hết ra những cái lớp vải lanh như là dạ không ạ. À, cứ phơi như thế. Vẫn bê nguyên như nãy chị em mình vào trong. Đi ra ngoài phơi nắng thử. Không đấy. Kể cả không có nắng cũng được thì vẫn là phơi. Phơi một chút và sau đó là tiến hành phần lễ rồi mới mang đi chôn. Thế là đám này là do chưa chọn được ngày nên là cũng diễn ra khá là dài ngày nhỉ. Chắc là em phải hỏi là chỗ phơi ở đâu. Ơ, nhà lão ở. Nên là một giết giết sao? Chỉ muốn nó đi thế chỉ giết sao, bây giờ muốn chỉ giết sao. Ồ. Thế thì theo nhà này là không phơi nắng rồi chị ạ. Là đi luôn, bây giờ là đi. Nên chỉ một sát hả? Một sát mà chỉ giết sao. Chỉ giết sao, nên cho chỉ giết sao. Chỉ giết sao thầm mua một thêm một sát đó không sử dụng. Chỉ phải cho thêm một sát rồi. Thì đây là, thế là cái này là đi luôn chị ạ, đi đến nơi luôn, không phơi nắng luôn. Là đến nơi thôi. Không còn gì. Có những ngày chết. Đúng rồi. Nói chung là gia đình là có tin buồn. Anh hỏi là gì chị nhá. Nói thật là đây là mưa gió này vẫn tiện nhỉ. Trên này thật sự toàn là đất ý. Nên trông sẽ hơi nhách nhác. Như cái nồi thắng cố chị có ạ. Đây, thắng cố. Cái này thì nó cũng không có gia vị gì hết. Chỉ có thịt với lại nội tạng cắt vào. Và sau đó là mặn cho thêm một chút muối. Và kèm theo rau dưa. Đây là cái đám ma này cũng phải gọi là rất là thiếu thốn, bởi vì bình thường mà đám ma là ít, rất là ít có đám ma nào chỉ có hai món như thế này. Bình thường đám ma khác là còn có thêm một số món nữa. Đây, phía bên này là một chỗ mèn mén này, mọi người đồ khá là nhiều. Như dưới kia chúng em thì sẽ là nấu cơm, có gạo thì sẽ nấu cơm. Còn đây thì bà con là lương thực chủ yếu là ngô mèn mén thì mọi người sẽ đồ ra như này, sau đó thì mâm nào ăn hết thì lại xúc ra. Nói chung là thấy hộ gia đình này thì cũng khá là khó khăn, cũng rất là đơn sơ thôi. Người mẹ đã mất như này thì thật sự rất là tội các con. Thế ra đi để lại các con như này thì rất là thương các bé. Một mình bố bây giờ sẽ phải vừa làm cha và vừa làm mẹ cho các con luôn. Nhưng mà thật sự là đời mà cũng không biết là chưa được chuyện gì sẽ xảy ra nữa, chỉ biết là xin chia buồn cùng lại gia đình thôi. Cái này là chị để ý là từng tốp nhỉ, như là mọi người ăn xong thì sẽ lại đến những người khác vào. Như nãy là có các chị em phụ nữ là mọi người ngồi đây thì mọi người ăn xong rồi ấy, thì bây giờ sẽ tới lượt là canh con trai người ngồi ăn. Đấy mà chỉ có đúng là như Mai nói là có 3 món mèn mén này, với lại nồi bát thắng cố bò này, với lại rau dưa này là hết rồi. Một đám ma là cũng rất là đơn sơ thôi. Như mọi người nói là như này là đã tiết kiệm lắm rồi. Thế là không biết chiều mấy giờ? Vâng, mọi người cả nhà mình cứ ăn đi ạ. Vâng, bọn cháu ăn rồi ạ. Vậy Mai ơi, vậy khi nào thì mới đem ra đồng? Chắc một lúc nữa. Sao đây nào? Không sao đâu chị ạ. Ý là anh ấy đang bảo là hôm nay là ngày thứ 5 đấy, không phải thứ 4 đâu. Thứ 5. Thứ 4 hay thứ 5 anh? Thứ 4 hay thứ 5 rồi? Thứ 2 không? Đâu, em đang bảo là chị ở trong này ấy. Chị trong này á? Nhớ nhớ tao đông à. Ờ, ngày thứ 5. Bản thân là thứ 5 có hay rồi. Anh đang bảo là chuẩn bị ăn mì. Chị cũng thấy nặng mùi lắm vào trong đấy.
Thế là cứ mỗi người đến là sẽ đắp cho cái tấm vải lanh, đúng rồi, cứ đắp lên đắp lên đắp lên. Vâng. Nếu mà là ma nào còn hơn 100 tấm ấy, cái vải lanh đấy, đến lúc mà đắp đồng ấy thì là người trong nhà là sẽ đếm từng tấm một chị ạ. Có người là còn hơn 100 tấm đúng không anh? Vâng, còn là có người là 400 tấm, 500 tấm cũng có. Thế là cứ đám ma nào càng to và có nhiều người đến chia buồn cho gia đình đó là càng nhiều thì sẽ càng nhiều cái tấm vải đấy. Vậy sau này có phải mình có phải đi trả lại họ không? Dạ có chị ạ. Sau này là mình vẫn phải đi trả lại. Thế làm sao mà nhớ hết được? À, thì mình thấy thì mình cứ đi thôi, bởi vì cái lúc đám của mình thì chắc mình cũng nhớ mặt họ mặt thì mình biết lắm. Một đám là rất là đông, 200-300 người thì cũng không biết đâu như thế nào. Còn đây là chỉ có anh em ở khu vực lân cận này thôi nên là cũng không có đông lắm. Còn nếu như là như cái đám của tôi nhất là đông. Ông mất là tụ này nhau ở trên. 3-4 giờ đấy. À, bây giờ sắp 3 giờ rồi. 4 giờ đấy. 4 giờ mới đưa đi ạ? 4 giờ mới đưa đi nhá. Chờ tí nhá. Không cần cho một tí nhá. Chị ơi, vậy bên trong bây giờ mọi người đang làm gì ạ? Bên trong. Đã khâu ạ. Vừa mới khâu ạ. Nhá. Dần này thì họ mới khóc, nhưng mà một tí nữa thì họ mới làm ma xong thì nữa đi ạ. Bây giờ là mình mở ra để mình xem ấy ạ chị? Chị không mở ạ. Không mở, dần này thì họ đã khóc ạ. Bây giờ là mọi người đang... một tí thì lúc họ làm ma xong thì sẽ được đi ạ. Nhá. Đây bây giờ là mọi người đang rất là gần. Rất là gần người đã mất này. Chồng đã rất nhớ, rất thơ vợ. Thì dòng chồng rất khóc. Khóc quá nạ. Yêu thơ chồng quá nạ. Chồng đã over khóc quá. Có lẽ là thật sự không có nỗi nào, không có nỗi đau nào mà đau bằng nỗi đau mất mát đi người thân. Giờ là chồng rất là thương vợ ấy, nhưng có thấy là chồng đang đứng rất là sát. Thì là đi đám ma của người dân tộc Mông ấy, là mỗi người đến là sẽ đi ôm thi thể khóc đấy. Cái này thì lần đầu tiên cháu Đào đến trực tiếp thôi nên là cũng rất là không biết đấy. Như cái tiếng này thì cũng đang không biết nghe. Nói ở ngoài là góp ấy, góp là họ cho ngô ấy hả? Mỗi người đến là một quẩy tấu ngô với lại một chai rượu và 3 nén hương chị ạ. Là mọi người đang đốt tiền vàng ở đây. Với lúc này sẽ mang đúng không? Cái gì hả Mai? Đào. Đây là cái rượu và sau khi mà cho ra ly thì lại bắt đầu bón vào cái thùng cơm này. Sau đó là một lúc nữa thì sẽ bê thùng cơm để ra chỗ phần chôn chị ạ. Chị thấy trong này có một con gà hay sao ấy đúng không? Buồn với gia đình mình nhá. Vâng, em cũng không có nhiều. Chia buồn với lại mình. Thôi thì cố gắng nhá. Rồi vâng. Mình cũng không có gì thì thôi, đây là một chút tấm lòng của em thôi. Thôi cố gắng. Đây là người chồng. Hai vợ chồng thì còn đang rất là trẻ rồi các bác. Ở trong
Ở đây thì nay em có là câu hỏi thì ở đây thì sẽ không có đưa ra đồng theo giờ giấc, mà là tùy xem là làm lễ bao giờ xong thì sẽ đưa người mất ra đồng. Khi đã làm lễ xong thì sẽ chuẩn bị là đưa người mất ra đồng. Này Mai ơi, đây chị nhờ em cầm cái mic cho chị với nhờ, tại chị chưa biết về phong tục để Mai cầm. Đây là để cho mỗi người ăn. Đây, bây giờ thì mọi người sẽ cùng nhau uống chén rượu. Như các bác là chỉ có là lần đầu tiên lên đến đây thì đây là cái phong tục mà rũ chăn ra của người Mông. Bây giờ là đang rũ hết sạch ra. Nếu mà chị có sợ không ạ? Có. Sợ mà không dám đến đây à? Cái rút ra thấy cả mặt luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Và sau đó là một lúc nữa là sẽ sửa lại lớp chăn lại về như ban đầu. Đấy là sợ những cái lớp chăn bị nhăn, những cái chăn đấy là không được để bị nhăn ạ. Tụi mình biết không? Tụi mình biết hả? Tụi mình biết hả? Cái chai ở trên chậu bích trẻ. Chứ không có chai lên máu sao này nữa. Nhớ không biết không? Dấu tụi mình biết là mình chốt chứ là mang canh canh mau. Sao đây Mai? Say rượu và cũng rất là nhiều cảm xúc. Đau lòng quá, đau buồn quá. Không chịu đi. Bây giờ mọi người là bảo là lội mà đi đi về ngủ đi, không chịu, cứ phải chờ. Đây bây giờ thì bắt đầu là đưa bạn này đi ra đồng rồi các bác. Bây giờ thì cũng đã chiều tối rồi, trời cũng chuẩn bị là nhà anh em tối rồi. Đừng có sợ được nha, không vâng. Sợ đâu. Chị này chị rất là chịu ở đây nhiệt tình. Vâng, em thật ra là đây là lần đầu tiên mà em được nhìn thấy như này ấy. Thì em cũng muốn là chia sẻ lại phần nào đó về phong tục tập quán của người đồng bào Hơ Mông cho toàn thể quý cô bác này, trên quý khán giả trên kênh của mình cũng biết. Đây là đi vào cửa chính là ngoài kia đúng không? Chắc là chị giúp em, không phải là em giúp chị ạ. Dạ. Tí sẽ đưa lên đây ạ. Qua cái nóc bể đi luôn này, bà con cũng lấy những cái tấm ván xếp qua trên nóc bể để đi qua luôn. Đây là... hầu như là dân tộc nào chắc là cũng đem theo lửa đi đúng nhỉ? Rồi. Như dân tộc của em là cũng thế đấy. Có lửa đốt lửa đi trước và người đằng sau thì là giải tiền đi theo, cái tiền giấy ấy. Đây là đến kia kìa. Phải đi qua chuồng bò chị có ấy ạ. Người Mông là cái cửa chính của họ là ở bên này, ở đằng trước. Còn là những cái cửa to như này là cửa phụ nên là sẽ không qua đúng không? Rất là cồng kềnh luôn. Phải đi qua. Ôi, lửa tắt. Gió to quá, ngày hôm nay thì thời tiết cũng rất là lạnh nữa. Đây là những người thầy là luôn luôn đi trước. Đám ma của người Giao thì chị cũng chưa được tham gia đâu, nhưng mà người Mông là đây là lần đầu tiên là được nhìn thấy. Ngô
trong quá trình làm việc ấy là cũng có uống rượu rồi nên là cái này là đồ của người đã khuất đúng không? Đâu, phải không? Cái này không, cái này là cái trống mà. À, cái trống à. Lửa luôn luôn là ngọn lửa dẫn lối nhỉ, cảm giác mình như vậy. Rất là vừa đi là vừa cầm theo cả nửa. Ngày nay thì thời tiết là trời mưa, đường cũng trơn ý, nên cái việc di chuyển lại cũng sẽ hơi khó khăn. Thì đằng sau đây là những người dân làng là tiên thị Gia Đồng. Sắp tối luôn rồi. Ngày hôm nay là rét cắt da cắt thịt luôn ý. Đây nhà này là còn không thấy gọi là phơi thoát, nhưng nhà khác nếu mà phơi thì là có lẽ là còn hơn. À thôi đến nửa đường rồi. Nên ngọn lửa là cũng để đây luôn này. Tức là thay nhau uống rượu à? Thay nhau uống rượu và cũng thay nhau là đưa bạn này ra đồng. Đúng rồi. Khi mà gia đình mở ra nhìn mặt lần cuối ở trong nhà ấy, thì bạn đấy cũng là một cô gái nhỏ nhắn thôi chị. Có ạ. Thế không uống rượu thì mình do là may mắn quá nhỉ. Người ta đến thì là sẽ mang theo một tấm vải lanh nên là đắp lên ấy là nhìn lớn như vậy thôi. Ôi, như là các chị em phụ nữ không đi đâu nhở? Đi nô. Ôi, thế vậy mình đi này có đường không đấy? Thế là như ở chỗ chị là người Mông, ở chỗ chị ấy là cả trai cả gái đều đi đường hết mà. Gọi là tiễn đoạn đường cuối cùng ấy, nên là mọi người đều đi hết đấy. Vậy hầu như là cả làng là đều đưa nữ tiễn hết á. Còn ở đây là hầu như là toàn các anh con trai thôi, chỉ có ba chị em mình là con gái, còn lại là toàn các anh. Một đoạn này không biết là đưa đi có xa không. Ở ngay thế bảo ở dưới này, nhưng mà các anh chị là chỉ cho đi đường vòng ấy nên là khá là xa. Còn nếu mà qua thẳng từ dưới nhà ấy là cũng ở ngay dưới nhà một đoạn thôi. Mama. Ủa, đoạn này khá là dốc không? Có lẽ là xong hết tất cả mọi cái hậu sự thì trời cũng sẽ tối luôn rồi, bởi vì bây giờ trời mùa đông thì sẽ càng ngày càng tối, đặc biệt là thời tiết là tối cực nhanh luôn. Đây thì mọi người đi là sẽ cầm cả những ca rượu như này đi. Không, không để đi. Vâng. Dạ. Chị vẫn chưa nhìn thấy. Ấm áo. Mày hôm nay là trời cũng mát tạnh như hơn là hôm qua rồi, không là những cây dốc như này. Hôm qua là mưa cả ngày luôn, sáng nay thì chỉ mưa rào buổi sáng thôi. Đây, nơi ăn nghỉ cuối cùng của chị là phía trước đây rồi, em còn đã nhìn thấy rồi. Mama.
Chỗ ăn nghỉ là ở phía trước đây rồi. Ủa? Thì sẽ không phải là mang quần áo đi để đốt cho người đã khuất mà là sẽ treo lên. Ồ, cái này là mình cho áo quan để vào trước à? Vâng. Ồ, có lẽ đây cũng là một phần phong tục tập quán của người đồng bào Hơ Mông. Mai ơi, chị hỏi một chút, có phải là cái này thì kiểu khi mà mình nằm ngang hay là nằm dọc ấy thì cũng sẽ tùy vào từng họ của người Mông đúng không? Vâng, với là cái này là một tí là các thầy là khác tự biết sắp xếp cái đầu nằm. Ý là nó theo hướng ấy em. Vâng, đúng rồi ạ. Khi mà chuẩn bị sẽ nhặt hết đất hoặc là đá ở bên trong chiếc áo quan rồi là mới đặt xuống, cũng như là ở chỗ em ấy là cũng vậy thôi. Đây là lần đầu tiên chị được nhìn thấy từ đầu đến cuối như này. Đấy thì là hay uống một chén rượu trước, như các anh cũng bảo đấy là gọi là như nào nhỉ Mai nhỉ? Chắc để cho ấm người một chút ha. Không, cái đấy là uống rượu để là đã nhận công việc và bàn bạc xong. Uống rượu lấy là nhận công việc đấy. Bây giờ là chỉ còn làm thôi. Em cũng không ạ. Vâng, mọi người cứ uống đi. Hợp với chị Hào tức là thân nghĩ. Chị biết sao? Bên nhà tuổi nhẹ đấy để biết chị cháu này mình đi rồi. Dạ vâng. Các anh là mỗi người đến là đều vào một chén rượu hết. Tuy nhiên thì các chị em lúc nữa còn là trở về nhà một quãng đường cũng rất là xa. Em xin phép là không uống. Cởi ra. Bây giờ là lật từng tấm vải lanh để mà rũ hết ra. Đây có cho vào trong, cái này có cho vào trong áo quan không anh? Cho dạ chị. Chị em uống chén diện. Mình cứ uống đi, em không uống ạ. Em không uống được. Chén diện đi. Không, em không uống được. Nhà mình thì chắc không có gì thì chỉ chén diện thôi. Vâng, em cảm ơn ạ. Rồi ạ, em nhận rồi, em không uống. Em không uống được ạ. Mai ơi, như này sẽ phải để từng lớp hết ra, để hết ra Mai. Có lẽ là ở đây thì người nhà, người thân trong gia đình là sẽ không có đến để mà đưa tiễn, mà ở đây là sẽ toàn là anh em hàng xóm thôi. Có lẽ là tránh những cái giây phút mà đau buồn nhất, bởi vì đây sẽ là lần cuối cùng gặp ý. Rồi là mọi người đang rũ hết những cái lớp vải lanh này ra. Cái vải lanh thì có lớp màu trắng này, màu đen này. Đây thật sự là có rất là nhiều lớp vải lanh. Đây từng tấm vải lanh thì sẽ đều được xếp rất là gọn gàng vào áo quan, nơi yên nghỉ cuối cùng. Các anh đang rũ từng lớp khăn một, bởi vì trong cái phần chôn này thì tuyệt đối là không được để một hạt đất hay hạt đất để chui vào quan, nên bây giờ phải rũ cho thật kỹ, thật sạch. Sao phải đốt lửa như thế? Cái đây là cái góc, chắc là đầu góc thì nó chưa được đẹp thì các anh cũng đốt. Vâng, có lẽ là video ngày nay thì chúng em cũng xin được chia sẻ đến đây thôi. Bây giờ chúng em còn phải đi về nữa, bởi vì nếu như mà chúng em ở lại đến giây phút cuối cùng thì có lẽ là trời đã tối mịt rồi. Và chúng em đi đường là cũng khá là xa và có những cung đường, những đoạn đường là cũng rất là khó ý. Ngày nay thì đây, cũng như là em có ý, thì đây là lần đầu tiên mà em có được dự cái đám tang. Đặc biệt là còn là ngày cuối cùng nữa của người đồng bào dân tộc Hơ Mông ở một nơi khá là xa, đó chính là Hà Giang, cùng lại tìm em Đào. Bây giờ thì chúng em cũng xin phép là đi về thôi.
cũng thật sự là không có nỗi đau nào mà đau đớn bằng nỗi đau mất mát. Chỉ biết là xin chia buồn cùng với lại gia đình gia chủ thôi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Cói La Lin. Vâng, chúng em về đây ạ. Vâng, vâng.